Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 18 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, mới đây thì Oppo đã bất ngờ ra mắt một chiếc smartphone tầm trung mới của họ mang tên là Oppo A9X với nhiều trang bị như là màn hình giọt nước, camera 48MP, sảng nhanh Vogue 3.0. Và Oppo A9 sẽ là một phiên bản nâng cấp cấu hình nhẹ từ chiếc Oppo A9 đã được ra mắt vào tháng trước, với thay đổi lớn nhất sẽ đến từ cảm biến camera 48MP thay vì là 16MP trên phiên bản tiêu chuẩn. Còn lại thì những đường nét thiết kế như là vỏ nhựa, camera kép xét theo chiều dọc, rồi là cảm biến vân tay hình oval. Oppo A9 vẫn sẽ được trang bị màn hình là 6,53 inch với thiết kế giọt nước và hỗ trợ độ phân giải là Full HD cộng 2340x1080px và tỷ lệ khung hình sẽ là 19.5:9. Và ở bên trong thì máy sẽ mang sức mạnh phần cứng đến từ vi xử lý Helio P70 của MediaTek kết hợp với GPU Mali G72 cùng với RAM 6GB và ROM sẽ là 128GB. Về camera thì Oppo A9 sở hữu camera bao gồm cảm biến chính 48MP, khẩu độ là f1.7 và cảm biến thứ hai là 5MP. Trong khi đó thì chúng ta sẽ có một camera selfie với độ phân giải là 16MP và với khẩu độ là f2.0. Và điện thoại này cũng sẽ được trang bị một viên pin là 4020mAh tương tự với Oppo A9, nhưng sẽ bổ sung thêm một tính năng đó là sạc nhanh Vogue 3.0 giúp người dùng có thể tiết kiệm đáng kể thời gian sạc pin. Oppo A9 sẽ bắt đầu được bán ra vào ngày 21 tháng 5 tới đây với mức giá là 289 đô, tức là khoảng 6,7 triệu đồng với hai tùy chọn màu sắc đó là Meteorite Black đen và màu Ice Stress White trắng. Các bạn thân mến, để gấp rút hoàn thiện Galaxy Fold và chuyển những chiếc máy này đầu tiên tới tay khách hàng, thì Samsung đang đưa ra những cái giải pháp cho lỗi thiết kế của chiếc máy này. Sau khi tạm thời trì hoãn thời điểm bán ra smartphone màn hình gập đầu tiên thương mại của họ đó là Galaxy Fold, thì Samsung đã gấp rút đưa ra những giải pháp khắc phục lỗi thiết kế của chiếc máy này. Hai vấn đề lớn nhất xuất hiện trên những chiếc Galaxy Fold thử nghiệm là miếng dán bảo vệ màn hình vô tình bị bóc ra và khe hở giữa vị trí bản lề tạo cơ hội để bụi bẩn có thể lọt vào. Theo đó thì để tránh việc miếng dán bảo vệ bị gỡ bóc ra làm lộ màn hình OLED khá là mỏng manh thì Samsung đã gấp lớp dán bảo vệ màn hình này vào bên trong của thân máy. Điều này thì sẽ giúp ngăn cản người dùng có thể vô tình bóc tấm dán màn hình, và màn hình của một vài chiếc Galaxy Fold đưa cho các reviewer đã bị hỏng vì nguyên nhân này. Samsung cũng sẽ đặt thêm các cảnh báo ngay ngoài vào hộp sản phẩm về việc không được bóc lớp dán trên màn hình. Còn với vấn đề về bụi bẩn bị lọt vào thì Samsung sẽ thu nhỏ khe hở của bản lề để bụi và các loại vật liệu nhỏ khó có thể lọt vào. Các bản mẫu sau khi sửa lỗi đang được thử nghiệm thông qua một số nhà mạng của Hàn Quốc và dự kiến thì Samsung sẽ mở bán Galaxy Fold vào tháng 6 tới đây. Và cách đây ít hôm thì đích thân CEO DJ Cook của Samsung Mobile đã tiết lộ rằng xác định được lỗi và sẽ sớm đưa ra Galaxy Fold ra thị trường. Các bạn mến, Oppo đang chuẩn bị ra mắt một chiếc smartphone mang tên là Oppo K3 và smartphone này sẽ kế nhiệm Oppo K1 tại Trung Quốc. Trước ngày ra mắt 23 tháng 5, thì poster quảng cáo chính thức của Oppo K3 đã bị rò rỉ và hé lộ hoàn toàn thiết kế cùng một vài thông số cấu hình quan trọng. Cụ thể thì Oppo K3 sẽ dùng con chip 8 lõi Snapdragon 710 đến từ Qualcomm. Máy sẽ có màn hình chiếm trọn gần mặt trước, không có tai thỏ hay bất kỳ phần khuyết nào nhờ áp dụng thiết kế dạng trượt cho camera trước. Ở phía sau thì Oppo K3 sẽ có camera kép đặt dọc và không có sự xuất hiện của cảm biến vân tay. Điều này có thể đồng nghĩa với việc là Oppo K3 sẽ sử dụng công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình hoặc là tích hợp vào nút nguồn. Đi kèm với chip Snapdragon 710 sẽ là 8GB RAM và 128GB ROM. Oppo K3 sẽ có màn hình là 6,5 inch, độ phân giải là Full HD cộng 2340x1080px. Cặp camera sau bao gồm cảm biến 16 và 20MP, trong khi camera trước sẽ có cảm biến là 4MP. Dự kiến thì K3 sẽ lên kệ với 3 màu gồm tím, trắng và đen. Máy được trang bị viên pin là 3700mAh, hỗ trợ sạc nhanh 20W. Còn về mức giá thì Oppo K3 sẽ được đồn đoán là sẽ có mức giá đắt hơn Realme X một chút. Và máy dự kiến sẽ có các phiên bản RAM và ROM lần lượt đó là 6GB RAM, 64GB ROM, 6GB RAM và 128GB ROM. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cái đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.